Soi kèo nhận định Colombia với Paraguay, 2 giờ ngày 24 tháng 6, lượt cuối vòng bảng Copa America 2019. Khi Copa America 2019 khởi tranh, đã có những lo ngại dành đến cho Colombia khi họ phải rơi vào bảng đấu tương đối khó nhằn với sự góp mặt của Argentina, Paraguay hay Qatar. Tuy nhiên lúc này, đoàn quân ông Carlos Queiroz đã đập tan tất cả những nghi ngờ đó. Colombia chơi thứ bóng đá rất hiện tại, khác hoàn toàn so với đa phần các đội tại giải. Nhờ đó, họ đã giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước Argentina và Paraguay, qua đó trễm trệ ở ngôi đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 đến 4 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân ông Carlos Queiroz đã chính thức giành được vé đi tiếp. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đã phải vô cùng vất vả mới có thể giành được 2 kết quả hòa trước Argentina và Qatar. Tuy nhiên quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay đoàn quân ông Pizarro khi họ hơn đội xếp thứ 3 Argentina khoảng cách 1 điểm. Tuy nhiên, việc hàng thủ đang thi đấu không ổn định sẽ khiến Paraguay gặp muôn vàn thách thức trước lối đá của Colombia. Theo thống kê, trong 2 trận đấu đã qua ở Copa America, đoàn quân ông Pizarro đã để đối phương chọc thủng lưới tới 3 lần. Trong quá khứ, Paraguay thường xuyên phải nhận những kết quả thảm hại trước Colombia. Do đó không bất ngờ nếu như ở trận đấu tới, 3 điểm sẽ lại gọi tên đoàn quân ông Carlos Queiroz. Phong độ thi đấu gần đây của Colombia với Paraguay. Colombia không để thủng lưới lần nào trong 4 trận gần nhất. Paraguay chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.